Theo luật, lương ngày nghỉ lễ được tính khác so với ngày lao động bình thường. Trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày làm việc 29/4. Theo báo điện tử Chính phủ, trong tờ trình ký gửi Thủ tướng Chính phủ sáng ngày 11 tháng 4, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ 30/4 1/5 được đưa ra sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ 15 bộ, cơ quan liên quan. Đến nay đã có 13 bộ, cơ quan có ý kiến tham gia 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Cụ thể, đối với công chức, viên chức, ngày làm việc 29/4 sẽ chuyển sang làm bù vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 5. Do đó, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 đến hết thứ Tư, ngày 1 tháng 5. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc hoán đổi này không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời cũng đảm bảo người dân cả nước có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn và giúp kích cầu du lịch, tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về căn cứ pháp lý, cơ quan soạn thảo cho biết, theo Bộ Luật Lao động 2019, hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và Quốc khánh. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019 cũng quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng. Đó là chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tính tiền lương trong dịp lễ 30/4 1/5. Ngày 8 tháng 4, Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn về việc cho ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xác định ngày làm việc bù cho ngày thứ Hai ngày 29 tháng 4 và hướng dẫn về tiền lương của ngày làm việc bù nếu ngày làm việc bù thực hiện vào ngày nghỉ hàng tuần để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Căn cứ khoản 1 điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vẫn hưởng nguyên lương như ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, trường hợp người lao động có nhu cầu đi làm vào ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để tăng thu nhập và được người sử dụng lao động đồng ý, lương làm thêm giờ được tính theo quy định tại điều 98 Bộ luật Lao động 2019 như sau. Thứ nhất, lương ngày nghỉ lễ ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày. Thứ hai, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, ngoài việc trả lương làm thêm giờ bên trên và tiền lương làm thêm ban đêm, ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp ý kiến các bộ, ngành và báo cáo Thủ tướng về đề xuất nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Liên quan đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đối với công chức, viên chức, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhất trí với việc hoán đổi ngày làm việc bình thường 29/4 và làm bù sang một ngày khác để dịp nghỉ lễ được kéo dài 5 ngày liên tiếp. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin, hết ngày hôm nay các bộ, ngành còn lại cũng sẽ gửi ý kiến để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng trong tuần này. Theo khảo sát của Tổ chức Công đoàn qua diễn đàn trên Facebook cho thấy 88% người lao động đồng ý việc kéo dài thời gian kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 dài 5 ngày. Có người lao động cho rằng, hiện nay số ngày nghỉ lễ của Việt Nam ít hơn các quốc gia khác, nên nghỉ dài thêm là hợp lý. Dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới nghỉ 5 ngày liên tiếp sẽ tạo điều kiện cho nhiều người về quê thăm gia đình. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến của một số tổ chức về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày 29 tháng 4 và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Tính từ đầu tháng đến nay, đã có 7 nhà băng tăng lãi suất tiết kiệm gồm VIB, VPBank, SHB, Eximbank, HDBank, MSB và Kiên Long Bank. Trong đó, cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động lần thứ hai chỉ trong ít ngày. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 4 tháng 4. Theo đó,
ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 12 tới 18 tháng và giữ nguyên lãi suất tại các kỳ hạn khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) hôm nay cũng ban hành biểu lãi suất mới, ghi nhân tăng tại một kỳ hạn ngắn. Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới của VIB thay đổi như sau: lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 2,6% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,8% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 7 đến 11 tháng ở mức 4,0% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng ở mức 4,8% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,0% năm. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới. Theo đó, tại hình thức gửi tiền trực tuyến sản phẩm có lãi suất cao nhất, Eximbank đã điều chỉnh tăng lãi suất cho kỳ hạn 6 đến 9 tháng lên thêm 0,2 điểm phần trăm, đạt mức 4,1% năm. Trong khi đó, lãi suất cho kỳ hạn 1 đến 3 tháng lại giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống lần lượt là 3% cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2% cho kỳ hạn 2 tháng và 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng. Theo biểu lãi tiết kiệm mới nhất, VPBank, VPB điều chỉnh từ 0,1% đến 0,5% ở tất cả kỳ hạn. Kỳ hạn tăng cao nhất là 12 tháng, từ mức 4,2% lên 4,7% một năm khi gửi tại quầy và từ 4,3% lên 4,8% khi gửi trực tuyến. VPBank cộng thêm lần lượt 0,1 và 0,2 điểm phần trăm cho tiền gửi từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên. Ngày 11 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank ban hành biểu lãi suất mới. Biểu lãi suất mới của Kiên Long Bank ghi nhận tăng mạnh tại tất cả các kỳ hạn, cao hơn khoảng 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm. Cụ thể, biểu lãi suất tiền gửi cá nhân của Kiên Long Bank ghi nhận sự thay đổi như sau. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến 3 tháng tăng từ 2,6% năm lên 2,8% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng từ 3,9% năm lên 4,2% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng tăng từ 4,2% năm lên 4,6% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng từ 4,3% năm lên 4,8% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 đến 36 tháng tăng từ 4,8% năm lên 5,3% năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) thông báo tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 4 và 5 tháng với mức tăng lần lượt 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được NCB niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 4 đến 5 tháng lần lượt tăng lên 3,6 đến 3,7% năm. Tuần trước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) đã đồng loạt tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 đến 11 tháng thêm 0,2 điểm phần trăm lên mức 4,1% năm. Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng cũng được MSB tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lên 4,5% năm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!